thành công rồi. Nhanh đi xem thử Trần Hải Long chết chưa. Vâng. Cứu mạng. Chạy nhanh đi. Sư phụ, phu nhân. A Văn, phu nhân. A Văn, A Văn, A Văn. Trần Hải Long vẫn chưa chết. Cậu nói gì thế? Tên đó mạng lớn quá, lúc nổ không phải ở trong phòng bao, cho nên chỉ nổ chết phu nhân và con của hắn thôi. Đi, nhanh đi đạo quán, hội hợp với các anh em chấp hành phương án 2. Vâng. Sư phụ, các anh em tới báo ở đạo quán phát hiện hành tung Kameya và đám Sumeru Nhật Bản. Các anh em cầm lấy vũ khí, theo tôi đi giết người Nhật, báo thù cho phu nhân và con trai của tôi. Giết bọn Nhật, báo thù cho phu nhân và thiếu gia. Giết bọn Nhật, báo thù cho phu nhân và thiếu gia. Giết bọn Nhật, báo thù cho phu nhân và thiếu gia. Giết bọn Nhật, báo thù cho phu nhân và thiếu gia. Giết bọn Nhật, báo thù cho phu nhân và thiếu gia. Giết bọn Nhật, báo thù cho phu nhân và thiếu gia. Trần Hải Long đã dẫn đệ tử của ông ta xông tới đạo quán. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phải diệt sạch bọn chúng, tuyệt đối không tha cho Trần Hải Long. Dân Gạo Nô, thuyền sắp đi rồi, ngài nhanh đi đi. Nơi này đã có tôi. Không, tôi không đi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy Trần Hải Long chết ở đây. Gạo Nô, tổng bộ lệnh ngài trước Trung Thu phải tới Thượng Hải đó. Ngài đã kéo dài rất lâu rồi. Nếu ngài không đi nữa, tổng bộ sẽ trách tội ngài đó. Bên Thượng Hải có nhiệm vụ càng quan trọng hơn, chờ ngài hoàn thành. Ngài Udo, chúng tôi đã bố trí Thiên Lai Địa Võng ở đây rồi. Trần Hải Long chết chắc rồi. Có chúng tôi đây, ngài cứ yên tâm đi. Xin đừng do dự nữa. Yamamoto, vâng. Cậu nhanh dẫn theo hai người hộ tống ngài Udo ra bến đò. Dân, ngài Udo, mời. Được, tôi đi đây. Kameya, trông cậy vào cậu đó. Tất thắng. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế này? Thiếu gia và phu nhân đã chết rồi. Phu nhân, chị dâu, A Văn, A Văn, A Văn, A Văn, A Văn, con tỉnh lại đi. A Văn, A Văn, con tỉnh lại đi. A Văn à, A Văn, chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Nói đi, chuyện gì? Lão gia đâu? Lão gia đâu rồi? Lão gia dẫn người tới đạo quán Nhật Bản tìm người Nhật báo thù rồi. Đạo quán Nhật Bản đó đã bị bỏ quan lâu lắm rồi, e là có mai phục. Lão gia trúng kế rồi. Làm sao đi? Làm sao? Làm sao đi hả? Dẫn theo tất cả các anh em còn lại đi theo tôi. Đừng có ngây ra nữa, cứu người đi.
Các người trông coi, trông coi đó. Diệp Phi, anh Long, người đâu? Sư phụ, không có ai hết. Bắn! Anh Long, cứ các anh em rút về đi. Rút, rút nhanh, rút đi. Bắt sống cho tôi. Muốn bắt tôi hả? Không có cửa đâu. A Long, một viên đạn còn lại, bắn chuẩn đi. Ta chết cũng không thể nào chết trong tay của chúng. Sư phụ à, A Long, nhanh lên. Có cứu binh, giết cho tôi, xông lên. Xông lên, giết. Sư phụ, tứ cô nương tới cứu chúng ta rồi. Kameya chính là hung thủ. Giết! Đứng yên, giúp giết tao chém mày. Trần Hải Long, hôm nay coi như ông bạn lớn. Đừng đắc ý, ông là kẻ địch của đế quốc Đại Nhật Bản. Sớm muộn cũng có ngày ông chết trong tay của chúng tôi thôi. Tôi muốn giết hắn, báo thù cho A Văn. Vẫn nên để tôi đi. Phu nhân, Văn Tử, chúng tôi báo thù cho hại mẹ con rồi.